trứng gà kết hợp ngải cứu rất tốt nhưng những người này tuyệt đối không được ăn trứng gà ngải cứu từ lâu được biết đến là món ăn rất tốt cho sức khỏe tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được món này dưới đây là tác dụng của trứng gà ngải cứu và những người không nên ăn trứng gà ngải cứu tác dụng của trứng gà ngải cứu theo báo sức khỏe và đời sống cây ngải cứu còn gọi là ngải diệp thuộc họ cúc thường mọc hoang nhưng nay được trồng phổ biến ở nhiều nơi vì công dụng y học của nó theo y học cổ truyền ngải cứu vị đắng. Cay, tính hơi ấm có tác dụng điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, an thai, cầm máu. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng bồi dưỡng cơ thể, trị bệnh nội thương ngoại cảm, trị bệnh run, chữa đau bụng, kinh nguyệt không đều, còn được dùng để băng bó sai khớp. Tinh dầu ngải cứu tác dụng kháng khuẩn, vì vậy, ngải cứu vừa là loại cây thuốc chữa bệnh, vừa có thể chế biến những món ăn ngon và bổ. Trứng gà vị mặn tính lạnh, làm yên nam tạng, bổ khí huyết, mát cổ họng, an thai, trị ho hen, kiết lị, động thai, bổ dưỡng làm sinh đẻ dễ dàng, lòng đỏ trứng gà có vị ngọt, tính ấm đi vào ba kinh, tâm, tỳ, vị, có tác dụng dưỡng âm, minh tâm, vỗ tỳ vị, trị mất ngủ do âm hư. Trứng gà ngải cứu cũng là món ăn bài thuốc bổ dưỡng nâng cao sức khỏe. Có thể dùng một đến 2 quả trứng ngày xào ngải cứu ăn lúc còn nóng. Tuy nhiên nếu ăn nhiều trứng quá cũng không tốt, càng không nên ăn ngày này qua ngày khác, mặc dù là món ăn bổ dưỡng nhưng không phải ai ăn cũng có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Dưới đây là những người không nên ăn món trứng gà ngải cứu, những người không nên ăn trứng gà ngải cứu. Người bị viêm gan, theo báo điện tử VOV, tinh dầu trong ngải diệp là thành phần tác dụng chữa bệnh, nhưng cũng là thành phần có độc tính trong ngải cứu. Người bệnh viêm gan ăn trứng gà ngải cứu có thể gây rối loạn chuyển hóa của tế bào gan dẫn tới viêm gan cấp tính do chúng độc và viêm gan vàng da, gan to, nước tiểu đục, nước tiểu có lẫn dịch mật, phụ nữ mang thai, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy bà bầu ăn quá nhiều ngải cứu trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ bị da máu, co bóp cổ tử cung dễ dẫn đến sảy thải hoặc sinh non, người bị rối loạn đường ruột cấp tính, ngải cứu giúp làm tăng việc đi tiểu nhiều và có thể được sử dụng chúng như là thuốc nhuận tràng, do đó người bị rối loạn đường ruột không nên ăn ngải cứu. Ngoài ra những người bị bệnh sỏi thận, sơ vữa động mạch vành cũng được khuyến cáo không nên ăn món trứng gà ngải cứu. Những người ốm dậy thể trạng còn yếu, người già, phụ nữ sau sinh nếu không có bệnh như nói trên thì nên ăn cách ngày một quả trứng là tốt nhất. Bên cạnh đó phải ăn thêm các loại thực phẩm khác như cá, thịt, trái cây sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Tốt nhất nên ăn cách ngày hoặc 7, 10 ngày là một liệu trình. Trên đây là những người không nên ăn trứng gà ngải cứu hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn